Lên máy đỉnh. Rồi cho nằm xuống, cho nằm xuống đó. Nằm đây luôn. Nằm xuống. Đây rất chia được. Hả? Cho nằm ở đây. Lấy cương ra gác đây luôn. Gác vô luôn. Từ từ tắt nha đi. Ok. Gà. Ồ. Nhấc lên cho nhấc lên cho cái gốc. Cho cái gốc nó xích nữa xong cho nằm qua lại nè. Quá wow, VIP Pro anh em. Cái góc quá đẹp luôn. Hả? À? Ừ, một phát một băng luôn. Như mặt phớt luôn. À, đùa được. Xuống đây. Chồng tôi mới. Vừa đắp một bàn luôn hả? Trời cưa phải đẳng cấp như vậy chứ ai mở miệng. Mở miệng là tiêu rồi. Nó vừa lên là mở miệng thao gỗ luôn rồi. Cho nó ngã qua nó. Dạ dạ. Quá VIP anh em ơi. Nặng lắm chứ giỡn đâu. Nhấc lên tí anh, nhấc lên tí cho nó chống đi. Đuổi cần ra nè, đuổi cần ra. Rồi cho nằm xuống luôn, cho nằm xuống kia đi. Lắc ra tí, vô cái cột bây giờ. Vô cái cột bây giờ. Xe cẩu Bình Dương nha anh em. Thạch Long Ninh đi làm khắp nơi là anh Trầm chụp hình anh Trầm ơi.